Dạ vâng, xin chào các bạn. Như các bạn nhìn thấy ở đây chính là một cái vòi ba sen thường thì nó đang bị rỉ nước vì do là bị rơi vỡ rồi. Tuy nhiên thì cái lực nước của nó các bạn nhìn thấy là phun ra nó không đồng đều. Nó rất là nhỏ và nó không đáp ứng được cái nhu cầu của mình, tức là mình muốn nó mịn màng và nó tơi hơn đấy. Thì đây là một cái bát sen mà mình mới mua về thì các bạn nhìn thấy không? Những cái giọt nước nó đang chéo thì rất là đẹp. Ở phía trên thì nó có một cái cánh quạt xoay này. Khi nước vào thì nó xoay nhá, rất là đẹp luôn. Các bé rất là thích. Khi mình mua về sử dụng này thì các bé tranh nhau luôn, tranh nhau tắm luôn. Vì nó có cái vòi hoa sen đẹp. Đấy, như các bạn nhìn được cái giọt nước nó phun khá là mượt, ưng ý lắm. Cái này nếu như mùa hè tắm ấy thì nó rất là mát các bạn. Nếu như có nước có hơi nóng ở trên cái bồn xuống thì khi đi những cái sợi nước nó phun nó tia như thế này thì khi nó đáp được xuống người thì nó giảm nhiệt rất là tốt. Nó không như những cái vòi mà nước nó chảy nó to ở kia thì nước khá là nóng. Hiện tại thì cái hiện trạng này là mình đã thử nghiệm khoảng vài ngày rồi. Các bạn nhìn thấy ở đây thì nó có cái cánh quạt xoay này. Khi nước các bạn mở ra thì nó sẽ xoay. Nhìn rất là đẹp luôn. Đây là cái tia nước của nó này. Nhìn khá là ok đấy. Mình mua cái này thì cũng giá khá là rẻ thôi. Chắc chắn các bạn sẽ hỏi. Thì nếu như ở trên Facebook thì nó sẽ giá khác. Mà mình mua trên Lazada chỉ có 40.000 thôi. Facebook là 90.000. Thì đây là cái cánh quạt của nó khi có nước vào các bạn nhé. Nó tùy nó sẽ xoay nhanh hay chậm là do cái nước nhà bạn là nó mạnh hay yếu các bạn ạ. Còn bình thường thì nó sẽ như thế này. Dạ vâng, vừa rồi thì mình và các bạn chúng ta vừa thử xem cái lực chảy của hai vòi nước, một vòi nước thường và một vòi nước tăng áp của cánh quạt. Và đây là cái sản phẩm vòi nước tăng áp của cánh quạt của chúng ta. Ở ngoài thì nó đều là nhựa. Chỗ này là phun giấy inox này. Ở đây thì nó có một cái lõi lọc, tuy nhiên thì mình không sử dụng cái loại có lõi lọc các bạn nhé. Đây là phía sau này. Ở đây thì nó có một cái nút là chúng ta sẽ tắt hoặc là bật. Như thế này là chúng ta bật này, chúng ta đẩy, cái này là chúng ta ngắt này. Ở đây thì chính là nó cái các bạn cho phép cái quạt. Mình nhớ là khi mà mình gạt lên trên này thì sẽ cánh quạt nó sẽ không quay này. Khi mình gạt xuống cái này cánh quạt nó sẽ quay. Và đây là phía bên trong của nó nhé. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Ở cái cổ này thì các bạn có thể hoàn toàn là có thể xoay trái phải hoặc là các bạn gập cục xuống như thế này. Mình cũng thấy khá là tiện. Tuy nhiên thì ở cái phần mặt trước ấy thì nó các bạn nhìn thấy nó cũng viền hơi bị sai một chút. Vì đây là nó nhựa full sải inox cho nên là cũng không quá đòi hỏi nhiều. Ở trên TikTok hay là Facebook mình thấy họ bán là 99.000 một chiếc, cả cộng 30.000 tiền ship. Tuy nhiên mình mua chỉ trên Lazada thì chỉ có là 40.000 một chiếc mà mình mua 89.000 hai chiếc. Tầm đó thì không mất 12.000 tiền ship nữa thì khoảng là mất 100.000. Thì mình được hai bộ như này, một bộ mình vừa quay cho các bạn xem. Và đây là một bộ còn lại mình mua sẵn để thay thế. Bây giờ mình sẽ tháo ở bên trong ra cho các bạn xem. Ở bên trong các bạn nhìn ạ. Bên trong nó có một cái cánh quạt. Nó không có cái gì các bạn. Ở cái cánh quạt này thì nó có những cái rãnh ở đây các bạn thấy thì nó làm cho cái nước sau khi mà nó chảy từ cái vị trí lỗ này lên thì nó sẽ đẩy thẳng vào đây. Đây, nó sẽ đẩy thẳng vào những cái cánh khe rãnh này thì nó sẽ là cánh quạt quay. Còn thực tế thì theo mình biết là cái quạt này nó chỉ để trang trí thôi, còn nó không có tác dụng là mà nước tăng hay giảm đâu nhỉ các bạn nhé. Mà nước nó phun mạnh hay là yếu thì nó sẽ nhờ một cái quyết định sau. Mình đã có quan sát được ở đây là phía mặt trước của nó là có một cái gioăng, và đây chính là cái tấm bát của chúng ta để phun nước này. Đây các bạn ạ, nhìn này, đây là mặt trong của nó này, đây là mặt ngoài. Thực ra thì cái lỗ này nó khá là bé đây, khi nghiêng như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Nó khá là bé. Vậy thì làm sao mà cái vòi hoa sen này nó lại có cái
tức là có cái tia nước nó chéo hoặc là nó đan chéo nhau hình cái cánh hoa sen như thế, thì các bạn nhìn nhìn ở đây. Các bạn nhìn bình thường ấy thì những cái bát hoa sen kia lỗ nó rất là to. Nếu lỗ là to, những các nhà các bạn nào mà áp lực nước nó mạnh hoặc là có sử dụng cái bơm tăng áp thì nước nó cũng phun rất là mạnh. Tuy nhiên đối với cái nước nhà mình đây thì không sử dụng là bơm tăng áp và cái lực nước cũng khá là bình thường. Cho nên là ở cái vòi phun đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ khá là yếu. Tuy nhiên thì cái sợi của nó khá là to, tức là sợi nước ấy, thì nó vừa không tiết kiệm nước. Tuy nhiên khi chuyển sang cái bát sen này thì các bạn thấy rằng là nó phun khá là mềm mượt và cái sợi của nó khá là nhỏ, tiết kiệm nước. Nó nằm ở cái chỗ là vị trí trên các lỗ trên bề mặt này nó được đục nhỏ hơn chỉ bằng cái đầu kim được các bạn, đầu kim. Và những cái lỗ này nó sẽ chéo, tức là nó cứ chéo vát như này thì cái tia nước nó sẽ khi nó phun ra thì nó sẽ chéo mát ha. Như vậy thì ở đây là cái mặt bát sen nó sẽ quyết định cái độ chéo của cái giọt nước nó bắn đi. Nếu như cái bát sen mà được đục cái giọt nước nó thẳng, nó không chéo, nó không chếch một chút ấy, thì cái phun nước của ra nó sẽ phun thẳng. Còn nếu như ở trên mặt này nó được đục chéo ấy, thì nó sẽ ra thiêu nước chéo và xoáy như các bạn vừa xem ở cái con bát sen này mình vừa cho các bạn xem ấy. Về tổng quan thì mình đánh giá là cái bát sen này nó phù hợp với cái sở thích của mình. Mình thì không cần cái lượng nước mà quá mạnh, tức là cái sợi nước to ấy các bạn. Mình không thích, một là nó hơi tốn nước, mấy hai là mình thích sự mịn màng hơn. Ví dụ như ở những cái với mặt vòi bát sen này thì cái tia nước của nó khá là tốt, nó tròn đẹp và nó xoáy theo hình cái cánh hoa như thế là mình cũng rất là thích. Tuy nhiên có một cái nhược điểm là nó sẽ rất hay là bị mắc, nếu như nước nhà nào mà các bạn mà bị bụi bẩn ấy, thì nó sẽ hay bị mắc cái cặn bẩn ở đây. Tuy nhiên nếu như thì chính vì thế là nó mới sinh ra một cái cổ lọc ở đây này để cho nó lọc bụi bẩn đi. Tuy nhiên thì mình không sử dụng nó vì nước của mình nó cũng khá là sạch. Còn nếu như các bạn nào mà hay quên tắm những cái vòi nước mà nó có cái áp lực mạnh mà cái sợi nước to thì sẽ rất là khá là khó chịu khi tắm cái vòi nước này. Còn đối với mình thì mình cũng qua cái thời gian thử nghiệm thì mình cũng thấy sử dụng cũng khá là được. Nó tóm lại là chấp nhận được trong cái tầm giá các bạn nhé. Thì hy vọng là qua cái video này các bạn có một cái nhìn tổng thể về cái và hoa sen. Nếu như các bạn có xem được và có ý định mua thì các bạn cũng có thể đưa ra được chọn lựa về cái bát sen cũ và bát sen tăng áp của kênh quạt này. Thì video của mình chia sẻ với các bạn hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau.